năm mới bác mạnh khỏe. Hello, Đồ Gỗ Bùi Tuấn xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay thứ 6 ngày 27 tháng 1 năm 2023 dương lịch, tức là vào ngày mùng 6 Tết đầu năm nhé. Đầu xuân thì hôm nay chúng tôi thì rất là vui khi được đón tiếp bác Chiến cùng em trai của bác có địa chỉ là ở Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Thì hôm nay hai bác là về tại đơn vị chúng tôi để chốt và mua một chiếc tủ chè theo lối cổ chất liệu bằng gỗ Vũ Ta Quảng Bình. Thì đây là hình ảnh hai bác khách hàng. Thì nhân dịp ngày đầu xuân năm mới nhá, em rất là cảm ơn hai anh đã ủng hộ cơ sở của em. Em cũng xin một cái chúc nha hai anh nhá. Bước sang năm mới 2023 thật là may mắn, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công cuộc sống nhá. Đó, gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Còn đây là em trai của bác Chiến, em cảm ơn em. Mấy anh em là ngồi với nhau tâm sự cũng khá lâu rồi ngày xuân. Các bác nhá, thì lên sóng một đoạn clip ngắn để chia sẻ gửi tới các bác. Và các bác nào có nhu cầu hoặc mong muốn sở hữu những cái món đồ theo lối cổ truyền thì có thể đến đơn vị của em để chọn lựa nhé. Và em quay mở một chút cái không gian đồ sản phẩm để cho các bác cùng tham khảo. Thì cái sản phẩm hôm nay đây là chiếc tủ tre này, chúng tôi đã đóng gói rồi. Đấy, để bàn giao cho hai bác ở Thanh Trì, Hà Nội. Đấy, trong nội thành nha, nhưng mà những cái đồ led xưa theo lối cổ như thế này thì nó không bao giờ mai một các bạn, nó rất là đẹp. Đấy, tủ này nó ở phân khúc tầm trung, rất là đẹp. Tầm kinh tế nó vừa phải mà đồ thì lại chất. Đấy, còn ngoài cái dòng tủ này ra thì đơn vị bọn em còn rất là nhiều món nữa. Đấy, mong các bác có thể đến trực tiếp nhá để xem. Đấy, có bàn ghế sập gụ, tủ chè và bọn em còn nhiều cơ sở nữa. Đấy, để phục vụ các quý khách hàng rất là tuyệt vời. Đấy, nhân cái ngày đầu xuân như này, đúng ngày mùng 6 Tết. Vâng, và sau khi di chuyển hơn 30 cây số thì lúc này chúng tôi đã có mặt ở nhà bác Chiến nhá. Chúng tôi đã bàn giao tủ cho bác. Đấy, không khí xuân vẫn còn các bạn, vẫn cành đào cây cuốt. Thì bác sắm chiếc tủ này để thay như chiếc kệ tivi luôn. Đấy. Thì chưa bóc ni lông do bác còn kê kích lại. Và một lần nữa cơ sở Bùi Tuấn rất là chân thành cảm ơn bác Chiến cùng gia đình đã ủng hộ Bùi Tuấn chiếc tủ nhân dịp đầu xuân như này. Thì cũng nhân đây ngày đầu xuân năm mới thì cơ sở Bùi Tuấn cũng xin được kính chúc tất cả các quý khách hàng bước sang năm mới 2023 thật là mạnh khỏe, may mắn, hạnh phúc, năm mới thật nhiều tài lộc, an khang, thịnh vượng. Và các bác hãy đăng ký kênh để liên tục theo dõi, cập nhật những clip chúng tôi đăng lên mới nhất và thường xuyên nhất. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.